Trong tinh nghịch, có lẽ mối thù giữa Vương Lâm và Đặng Hoàng Nguyên chính là thứ được chúng ta quan tâm nhất lúc này, đúng không nào các bạn? Cho dù trải qua bao nhiêu năm đi nữa, Vương Lâm vẫn chẳng thể quên mối thù diệt tộc. Bởi vậy, nam nhân kia luôn cố gắng mạnh lên để một ngày nào đó, anh ấy sẽ quay trở về diệt sạch Đặng gia báo thù cho cha mẹ cùng toàn bộ gia tộc họ Vương. Tuy nhiên, quá trình này vẫn là vô cùng gian nan. Có lẽ phải đến 10 tập nữa, Vương Lâm sau quá trình tịch luyện mới có được sức mạnh và quay trở về. Lần này, Vương Lâm trở về Triệu Quốc với tu vi đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, còn Đặng Hoàng Nguyên, tu vi của hắn cũng đã gia tăng rất nhiều. Giờ đây, tu vi của hắn đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, chuyện đột phá lúc này cũng chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi. Còn Vương Lâm, vừa khi trở về Triệu Quốc, anh ấy đã liền tới thăm ngôi nhà nhỏ khi xưa của mình. Sau đó, anh ấy quỳ xuống nói: "Cha, mẹ, Thiết Trụ đã trở về. Lần này trở về, ta muốn cho Triệu Quốc máu chảy thành sông. Nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt." Nương theo lời thề của Vương Lâm, bầu trời như biến đổi, nơi đây toàn bộ nổi lên những trận dung tố mãnh liệt vô cùng. Cuối cùng, sắp xếp xong xuôi một vài việc, Vương Lâm mới rời khỏi nhà họ Vương, sát ý tỏa ra khắp nơi, làm xung quanh toàn bộ nổi lên một mảng lạnh lẽo. Sau đó, dùng thần thức quét qua toàn bộ Đặng gia thành, Vương Lâm liền truy tìm nơi ở của Đặng Hoàng Nguyên, tiến đến trả thù. Và rất nhanh, Vương Lâm đã xác định được vị trí của tên kia. Ngay lập tức, anh ấy liền dùng kỳ trận cắm xung quanh nơi đây, không cho ai chạy thoát. Sau đó, thanh âm lẩm bẩm nói: "Từ hôm nay, Đặng gia thành chỉ có thể vào, không thể ra. Đặng Hoàng Nguyên, Vương Lâm ta trở về rồi." Xong hết mọi việc, Vương Lâm một mạch tiến về Đặng gia, hệ thấy người cản trở, anh ấy lập tức lấy mạng, không hề bỏ sót. Tiếp theo, trên đường đi, Vương Lâm bắt đầu truy lùng người của Đặng gia. Rất nhanh, từng người nhà họ Đặng cứ thế bỏ mạng. Mỗi nơi Vương Lâm đi qua, tới đâu, người của Đặng gia liền đổ máu tới đó. Lần này, Vương Lâm muốn cho Đặng Hoàng Nguyên nếm trải cảm giác của mình. Đã 400 năm trôi qua, thế nhưng khoảnh khắc chính mình phải tự bạo cùng bao nhiêu nỗi uất hận làm cho Vương Lâm lúc này như muốn phát tiết. Chỉ sau vài ngày, Vương Lâm đã lấy mạng 960 người của Đặng gia, điều này khiến Đặng Hoàng Nguyên cũng phải kinh ngạc. Thế nhưng, nó lại làm Tinh kêu hứng thú. Truy xét một hồi, Đặng Hoàng Nguyên liền hiểu người đang truy sát gia tộc họ Đặng kia chính là Vương Lâm, bởi vậy hắn ta liền nổi trận lôi đình. Đặng Hoàng Nguyên cho tới bây giờ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của Vương Lâm khi tự bạo. Ánh mắt đã khiến hắn hãi hùng, đeo đẳng hắn suốt 400 năm. Còn Vương Lâm, trên đường đi, anh ấy rốt cuộc cũng gặp lại Tức Mặc lão nhân, người gián tiếp khiến Vương thị gia tộc bị xóa sổ. Tuy lần này gặp lại, tên kia đã là Nguyên Anh sơ kỳ. Thậm chí, sau khi hắn ta xuất hiện trong trạng thái cuồng bạo, tu vi đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Đáng tiếc, kết cục của hắn vẫn thế, chỉ tích tắc ngắn ngủi, sau khi giao chiến, Vương Lâm đã cho hắn bỏ mạng. Tiếp theo, chính người trong số những tinh anh của Đặng gia cũng lần lượt bỏ mạng, tất cả đều bị Vương Lâm lấy mạng trong nỗi sợ hãi khôn cùng. Cuối cùng, Vương Lâm cũng tới Đặng gia thành. Sau đó, thanh âm vang lên nói: "Đặng Hoàng Nguyên, Vương Mỗ đến đây, đừng mong có ai chạy thoát." Nghe vậy, Đặng Hoàng Nguyên liền sai bốn nguyên anh tu sĩ lên đối chiến. Thế nhưng, bốn người này cũng chẳng cầm cự được lâu. Rất nhanh, bọn họ chỉ trong tích tắc, toàn bộ bị Vương Lâm lấy mạng. Sau đó, Vương Lâm đứng sừng sững giữa trời. Nhìn Đặng Hoàng Nguyên mang theo ánh mắt của tử thần, Vương Lâm lạnh giọng nói: "Đặng Hoàng Nguyên, người vẫn khỏe chứ?" Dứt lời, Vương Lâm đưa bàn tay khổng lồ ập xuống Đặng gia, khiến hàng chục người lập tức bỏ mạng. Trong đó, một giọt máu vô tình bắn vào mặt Đặng Hoàng Nguyên, khiến tên kia càng thêm run rẩy, ánh mắt thập phần lo sợ. Cuối cùng, cắn chặt răng, Đặng Hoàng Nguyên liền mạnh mẽ lấy ra trận kỳ chứa bên trong là hàng ngàn oán linh đang dãy giụa. Sau đó, hắn ta tỏa ra pháp lực muốn công kích Vương Lâm. Đáng tiếc, Vương Lâm như tia chớp, anh ấy liền đi lấy mạng từng người của Đặng gia. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đặng Hoàng Nguyên gào thét, thế nhưng hắn cũng không thể làm gì được. Còn Vương Lâm thoáng tích tắc lấy mạng trăm người, thanh âm anh ấy nhìn tên kia lạnh lùng nói: "Đau đớn sao? Năm đó, toàn tộc ta, lòng ngươi có cảm thấy đau không?" Nghe vậy, Đặng Hoàng Nguyên chỉ nói được vài lời. Cuối cùng, một thanh cự kiếm trên đỉnh đầu xuất hiện, hắn ta liền phun ra một bụng máu rồi cầm nó bổ thẳng xuống đỉnh đầu Vương Lâm. Đáng tiếc, khi nó đập vào cực cảnh thần thức liền tan vỡ. Thế vậy, Đặng Hoàng Nguyên sợ hãi, hắn ta buộc phải nói cho Vương Lâm biết, 10 năm đó chỉ điểm khiến Vương gia bị diệt, đó chính là Cao Khải Minh. Thế nhưng, Vương Lâm không có dừng lại, sau một hồi, toàn bộ Đặng gia đã diệt sạch, chỉ còn lại mình Đặng Hoàng Nguyên. Nhìn Vương Lâm, tên kia không một chút phản kháng và để cho hắn ta tọa nguyện, Vương Lâm liền một kiếm xuyên tâm, chấm dứt sinh mệnh của hắn. Cứ thế, mối thù hơn 400 năm chấm dứt, Đặng gia bị diệt sạch không còn một ai. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!